Này Kiều Thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong thế giới ba lần ngàn đều trụ quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán, thì phước đức có được chẳng bằng có người giáo hóa một hữu tình khiến họ an trụ quả vị độc giác. Vì sao? Kiểu thi ca, vì công đức của quả vị độc giác hơn dự lưu vân vân gấp trăm ngàn lần. Này Kiều Thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong thế giới ba lần ngàn, khiến đều an trụ quả vị độc giác, thì phước đức có được, chẳng bằng người giáo hóa một hữu tình khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều Thi ca, vì nếu giáo hóa hữu tình khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, tức là làm cho Phật nhãn trong thế gian chẳng dứt. Vì sao? Vì do có Đại Bồ Tát, nên mới có quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán và quả vị độc giác. Vì do có Đại Bồ Tát, nên mới có Như Lai ứng chánh đẳng